Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng mạnh là do các chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt. Thời gian qua, huyện ủy Sa Thầy có nhiều giải pháp phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Bây giờ Đảng và Nhà nước quan tâm cô như thế, cô phải cố gắng chăm sóc để đàn heo nó phát triển tốt, để gia đình mình tự vươn lên thoát nghèo bền vững, không cần phải nghèo. Cảm ơn Nhà nước hỗ trợ cho heo khuyên tật. Bà Inik ở thôn Cà Đừ là một trong những đối tượng khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, luôn được chi bộ, đảng viên trong thôn quan tâm. Năm 2022, địa phương hỗ trợ cho bà 4 con heo giống. Nhờ đảng viên được phân công hướng dẫn, hỗ trợ, nên đàn heo phát triển tốt, sinh sản được 14 con. Trong đó, đã bán 4 con, được gần 20 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Thời gian qua, chi bộ thôn Cà Đừ, thị trấn Sa Thầy phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm, nâng cao đời sống người dân, nhất là đối với hộ nghèo, hộ có người khuyết tật. Trong đó, chi bộ thôn giao trách nhiệm cụ thể cho đảng viên phụ trách giúp đỡ. Ngoài ra, đề xuất ưu tiên các nguồn lực hỗ trợ hộ dân phát triển kinh tế gắn với công tác tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm. Tuyên truyền cho bà con làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người đồng bào dân tộc thiểu số để người đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua tuyên truyền vận động thì bữa nay họ cũng có ý thức hơn. Họ làm rau rồi làm nuôi bò rồi có chuồng trại nuôi heo nuôi gà phải có chuồng thì nó đỡ. Như hồi xưa họ làm rồi họ cứ thả rong như thế, bây giờ nhờ có sự tuyên truyền vận động cùng với chi bộ thôn trưởng về các hội đoàn thể thì bữa nay làng cũng có ý thức thêm, họ cũng có thay đổi về nếp nghĩ cách sống của họ. Tại chi bộ thôn Nghĩa Dũng, đảng bộ xã Sa Nghĩa để hoàn thiện các tiêu chí về đường giao thông trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, chi bộ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy và phát huy nội lực trong nhân dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao. Từ năm 2021 đến nay, thôn vận động nhân dân làm được 4 tuyến đường, trong đó có 11 hộ dân hiến trên 8.000 mét vuông đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng cùng ngày công lao động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. Trong cái công tác vận động ấy, thì cũng có nhiều hộ là bước đầu là người ta cũng chưa hiểu, dẫn đến là chúng tôi phải tổ chức cái đoàn của bên chính, cái tổ vận động của thôn đi vận động những cái hộ mà người chưa hiểu. Cuối cùng mà khi mà đi thực hiện thì vận động nhân dân thì thực hiện hiến đất và hiến công rồi là bỏ cả tiền nữa. Với phương châm là nhà nước cũng làm là chúng tôi đã làm thành được 4 tuyến đường. Tổng cái số là khoảng 4 tuyến đường là khoảng hơn cái 1 cái số. Là chúng tôi còn làm thế là 2 tuyến đường nông thôn mới nữa và 4 tuyến đường thế là đi vào sản xuất. Nói chung là quần chúng nhân dân cũng đang trông chờ là cái chủ trương mà nhà nước là ra quyết định làm là quần chúng nhân dân thực hiện tốt cái này. Huyện Sa Thầy có 11 đảng bộ xã, thị trấn, trong đó có 64 chi bộ thôn, làng. Thời gian qua, huyện ủy Sa Thầy chỉ đạo đảng bộ các xã thị trấn chú trọng phát huy và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở thôn làng. Thực hiện tốt việc sắp xếp, bố trí tất cả 64 thôn làng có bí thư chi bộ, đồng thời là thôn trưởng hoặc trưởng ban công tác mặt trận thôn, đảm bảo có năng lực, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và uy tín trong đảng viên và nhân dân. Công tác phát triển đảng viên thì nghị quyết đề ra, nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ 13 đề ra là kết nạp từ 40 đến 4 năm đảng viên. Thì đến nay là 3 năm thực hiện nghị quyết thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo và cũng đã lựa chọn và kết nạp được 42 đảng viên. Thế còn lại thì tiếp tục 2 năm còn lại thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động và kết nạp, thì cái chỉ tiêu này thì đối với đảng ủy xã là cũng đạt và có khả năng vượt chỉ tiêu nghị quyết. Qua triển khai các giải pháp, các tổ chức đảng ở thôn làng đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Hàng năm, 100% chi bộ thôn làng ở huyện Sa Thầy đều hoàn thành nhiệm vụ trở lên.
Đến nay, huyện có 4 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới ở vùng dân tộc thiểu số, 54 trên 64 thôn làng được công nhận khu dân cư văn hóa. Có thể thấy, các tổ chức đảng ở thôn làng đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, lãnh đạo ở cơ sở, cầu nối trực tiếp, liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân, lãnh đạo động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.